Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, chúng tôi đã mời đến trường quay các vị khách mời, đại diện cho tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vâng, xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên của chương trình, bà Nguyễn Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Mã. Xin trân trọng giới thiệu ông Quảng Văn Phòng, Bí thư Đảng ủy xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu. Xin trân trọng giới thiệu bà Lò Thị Cương, Bí thư chi bộ, trưởng bản Nậm Ban, xã Lót, huyện Mai Sơn. Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, chủ nhiệm dự án Nuôi em Mộc Châu và Hạnh phúc cho em. Trước tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, mỗi cấp ủy đảng đều lựa chọn điểm đột phá, lựa chọn những mô hình mới, cách làm hay, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Từ đó huy động được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã với cách làm sáng tạo phù hợp, những năm qua, địa phương này đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với các phong trào thi đua của địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề của các tổ chức đảng. Thứ hai là tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như là tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện và trên trang Facebook của các cơ quan, đơn vị, trên hệ thống truyền thanh, truyền hình. Huyện Sông Mã đã đẩy mạnh kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách xác định rõ nội dung đột phá cho từng năm. Trong đó, năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn xác định 3 nội dung đột phá, gồm lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung xây dựng xã Mường Hung đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, công tác đào tạo nguồn và phát triển đảng viên trong Đảng bộ huyện, phấn đấu năm 2024 kết nạp trên 150% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong tạo nguồn và phát triển đảng, và năm 2024 phấn đấu thực hiện kết nạp trên 500 đảng viên để thực hiện tốt cho cái việc củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên. Đến nay, huyện Sông Mã đã đăng ký xây dựng thành công các mô hình tiêu biểu học tập với làm theo Bác, nổi bật như tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư xây dựng trên 730 lò hơi nhiệt sạch, chế biến long nhãn để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, hình thành vùng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 6 đợt sắp xếp sáp nhập bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Sau sáp nhập, giảm 153 bản, tổ dân phố, mô hình chính quyền thân thiện tại các xã Mường Lầm, Huổi Một và Trường Khương. Đây cũng là một cái dịp để mỗi cán bộ, công chức, người hoạt động không chính sách của xã xác định lại cái nhiệm vụ của bản thân và tích cực học tập, nâng cao năng lực về mọi mặt, đặc biệt là trong giao tiếp và ứng xử và giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân, theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ huyện Sông Mã ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành những phong trào thiết thực, hiệu quả, cụ thể, tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Dạ vâng, thưa các vị khách mời, trở lại với cuộc trao đổi ngày hôm nay thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho bà Nguyễn Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Mã.
Thưa bà Bình, bà có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của huyện ủy Sông Mã trong việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh? Thực hiện theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Ban Thường vụ huyện ủy Sông Mã đã tích cực và nghiêm túc cụ thể hóa triển khai thực hiện các cái nội dung theo yêu cầu và cũng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong các công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của huyện. Trong đó thì hàng năm huyện lựa chọn các mô hình tiêu biểu, các nội dung đột phá để tổ chức lãnh đạo thực hiện. Và tiêu biểu trong số các cái mô hình đó thì có thể kể đến ở huyện Sông Mã, đó là tổ chức mô hình tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư để xây dựng lò hơi trong sấy long nhãn. Từ việc xác định nội dung đột phá này, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo tổ chức 86 hội nghị tuyên truyền đến trên 4.800 người dân. Thì tính đến thời điểm này thì trên địa bàn huyện Sông Mã chúng tôi thì đã đạt được 10.870 ha cây ăn quả và đã cung cấp cho các nhà máy sản xuất chế biến nông sản trên địa bàn nhiều sản phẩm và cũng tạo ra hàng hóa để tổ chức cho việc xuất khẩu. Hoặc là mô hình lãnh đạo huy động nguồn lực xóa nhà tạm. Từ năm 2021 đến nay thì Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo tạo nhiều cái nguồn và đến thời điểm này cũng đã tạo được huy động được trên 8 tỷ 2 và cũng đã hỗ trợ được cho trên 1.190 hộ dân có nhà ở khó khăn về nhà ở, cải thiện nhà ở. Có thể thấy là trên thực tế thì Ban Thường vụ huyện ủy Sông Mã cũng đã có rất nhiều những cái cách làm. Vậy thì bà nhận thấy rằng là việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tác động như thế nào đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương? Trên cơ sở thực hiện các nội dung của kết luận số 01 được cụ thể hóa với phù hợp với địa bàn huyện Sông Mã thì cũng đã thay đổi được rất nhiều từ tác phong trong công tác lãnh đạo cũng như là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên và cả nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó góp phần cho việc tác động đến việc phát triển kinh tế trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện trong những năm qua giảm đáng kể. Và đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của huyện, ở 4 xã biên giới của huyện đã được nâng lên khá rõ nét. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bình. Thưa quý vị, có thể khẳng định tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có những tác động sâu sắc và mạnh mẽ đến các tầng lớp trong xã hội. Từ việc học Bác đã tạo ra rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ và hành động của chúng ta, góp phần tạo nên những thành quả lớn lao. Cùng với những tập thể thì đã có những cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mẫu mực, chuyên tâm, tận tụy với công việc là những đánh giá của cán bộ đảng viên và nhân dân bản Nạm Ban, xã Lót, huyện Mai Sơn khi nói về bí thư chi bộ trưởng bản Lò Thị Cương. Cầu Nậm Pàn và tuyến đường liên bản dài 2,4 km là công trình mới được nhà nước đầu tư từ tháng 3 năm 2023 đến nay đã hoàn thành, kéo gần khoảng cách từ bản Nậm Pàn xã Hát Lót đến trung tâm huyện Mai Sơn chỉ còn 5 km. Góp công lớn tại công trình này phải kể đến sự tham gia tích cực của cấp ủy chính quyền bản trong việc tuyên truyền vận động 19 hộ dân tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất cùng nhiều loại cây trồng nơi công trình đi qua. Bây giờ hiện tại bây giờ thì có con đường này với cả cái cầu này thì đường đi lại của con em nó là tắt hơn với cả nó nhanh hơn. Còn bản thân tôi thì hy sinh phần nhỏ nhỏ do cái đất thổ cư hay là đất nông nghiệp thì nó cũng chỉ là gọi là một chút xíu thôi. Làm con đường này thì dự án này lại không có chế độ đền bù. Chúng tôi là đều góp sức nhau hiến đất để mà tạo nên cái công trình được như ngày hôm nay. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân. Với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng bản, bà Lò Thị Cương luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của bản. Tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, duy trì và phát triển 50 ha cây ăn quả, 40 ha cây mắc ca, trên 150 ha mía, duy trì đàn gia súc gia cầm trên 5.000 con. Bản Nạm Ban có 216 hộ, nay chỉ còn 6 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.
cuộc sống của người dân có nhiều đổi thay. Bí thư chi bộ trưởng bản ấy là cũng là rất là góp ý bà con nuôi con gia súc gia cầm, trồng cỏ voi này, đấy là chăn bò chăn dê. Học và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, bà Lò Thị Cương luôn gần dân, sát dân, đồng hành với cấp ủy chính quyền địa phương, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bằng những việc làm cụ thể như hiến đất làm đường giao thông, xây dựng tuyến đường tự quản, triển khai mô hình ánh sáng bản làng, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp tiền của để sửa chữa công trình tập thể, mua sắm bổ sung thiết chế nhà văn hóa, bộ mặt nông thôn bản Nạm Ban ngày càng khởi sắc. Bản thân tôi nhận thấy là đồng chí rất là nhiệt tình, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. Đối với bà con trong bản thì rất là tin yêu đối với đồng chí bí thư chi bộ. Bằng sự tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm, bà Lò Thị Cương là nhân tố điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Những cống hiến, đóng góp của cá nhân bà Lò Thị Cương đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường niềm tin của nhân dân. Chi bộ bản Nạm Ban nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Cá nhân bà Cương nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành. Đó chính là sự động viên, cổ vũ, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác tới mọi tầng lớp nhân dân. Dạ vâng, thưa bà Lò Thị Cương, qua việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cá nhân bà nhận thấy rằng là việc này có ý nghĩa như thế nào? Vâng, riêng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ấy, riêng bản thân tôi thì luôn rèn luyện bản thân mình, cố gắng hoàn thiện bản thân là để làm đảng viên gương mẫu, và luôn việc làm là được nhân dân, là dưới sự giám sát của nhân dân và tin cậy vào dân và lắng nghe dân, và mình cũng là làm một cái tấm gương sáng để cho nhân dân noi theo, bởi vì là đã làm thì nói thì phải đi đôi với làm, nói ít thì làm nhiều. Là một người phụ nữ, việc tham gia công tác xã hội nó có những cái trở ngại khó khăn gì hay không? Bà có thể chia sẻ một đôi điều. Vâng ạ, riêng tôi là một người phụ nữ nhưng mà được nhân dân tín nhiệm và tin cậy thì tôi cũng cố gắng hết sức mình để làm sao để được dân biết, dân hiểu là những tất cả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhưng mà riêng địa bàn của bản tôi thì rất là rộng, mà dân sống thì sống rải rác, mà sống xen canh xen cư, cái lúc mà đi lại thì tôi cũng rất khó khăn vất vả. Nhất là điển hình của năm 2023 thì riêng bản của tôi thì đã có 3 cái dự án chương trình về bản, nhưng mà được cái chương trình này thì là không được đền bù, nhất là về cầu, đường, điện, nước thì hiện tại thì bản của chúng tôi đã gần xong, nhưng mà riêng cái đường của chúng tôi làm đường liên bản ấy là không được đền bù tí nào, thì chúng tôi đã triển khai trong cấp ủy chi bộ, xong mở cuộc họp của dân thì đã dân thì có hộ thì cũng đã rất là đồng tình với cái chương trình này, thì có hộ thì cũng rất là khó khăn. Dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến của bà Lò Thị Cương. Thưa quý vị, xác định vai trò tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, Đảng bộ xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự điều hành của chính quyền địa phương. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Tông Cọ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có những cách làm thiết thực hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với công tác lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lựa chọn các cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, phong tục tập quán của địa phương. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đội ngũ cán bộ đảng viên, người đứng đầu
phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Toàn xã hiện có gần 4.000 con bò, trồng hơn 140 hectare cỏ voi. Trung bình mỗi hộ thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Tôi cũng là một người đảng viên. Thì tôi nghe theo những cái lời hướng dẫn của cán bộ địa phương. Tôi mới xây dựng chuồng trại và nuôi với cái hình thức là nuôi nhốt. Với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ xã, đến nay kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có những mô hình tiêu biểu được xã triển khai, đó là thực hiện và mở rộng quy mô thực hiện chương trình nuôi nhốt bò và trồng bí đao. Trước làm cây ngô, cây sắn thì không được thu hoạch năng suất cao. Từ khi được Đảng, Nhà nước tuyên truyền cho làm cây bí đao thì gia đình cũng trồng cây bí đao cho thu nhập ổn định hơn. Năm nào nhiều thì được 100 triệu, còn trung bình thì được từ 60 đến 80 triệu đồng một năm. Diện mạo nông thôn mới xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đang đổi thay từng ngày là minh chứng rõ nét trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng với cách làm sáng tạo, khơi dậy tiềm năng sẵn có của địa phương và phát huy được tính tự giác của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi diện mạo nông thôn mới tại xã Tông Cọ của huyện Thuận Châu. Và có được những cái thành tựu này thì đã có những cái đóng góp rất lớn của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tông Cọ. Dạ vâng, thưa ông Quảng Văn Phòng, ông có thể cho biết về quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với xã Tông Cọ chúng tôi, trong công tác xây dựng nông thôn mới ban đầu, nó để trong cấp ủy chính quyền địa phương nó phải đi đầu thực hiện theo cái chủ trương của chính phủ cũng như của tỉnh, của huyện, đó là xây dựng nông thôn mới là tạo cái môi trường xanh sạch đẹp cho người dân, mà cũng như đặc biệt đó là cán bộ công chức viên chức của đối với trong xã chúng tôi, đó là chúng tôi thực hiện đặc biệt đó là cả cái phát triển kinh tế xã hội, đó là nói chung là xây dựng nông thôn mới. Để phải tạo ra tất cả các mô hình, thực hiện được cái mô hình thì mới thành lập được, coi như là mới lạt được cái nông thôn mới. Dạ vâng thưa ông, để có thể tạo được sự đồng thuận trong các cấp ủy đảng cũng như là các tầng lớp nhân dân đối với xã Tông Cọ thì đã có những cái cách thức như thế nào để tất cả mọi người dân đều đồng tình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới? Đó là cái trong công tác tuyên truyền đấy, phải đưa cái công tác tuyên truyền vào người dân, và cũng như là các đồng chí đảng viên phải hiểu được công tác xây dựng nông thôn mới thì chúng ta mới thực hiện được cái trong công tác xây dựng nông thôn mới. Dạ vâng. Vậy thì đối với Đảng ủy xã Tông Cọ thì có đặt ra những cái nhiệm vụ như thế nào trong cái thời gian tới trong việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh? Vâng. Đối với xã Tông Cọ chúng tôi có cái giải pháp đó để thực hiện cái chính sách coi như là đặc biệt, đó là công tác an sinh xã hội, đó là những hộ nghèo để chúng tôi tập trung coi như là tình nguyện đóng góp coi như là các hộ và có ăn có mặc thì đóng góp coi như là giúp đỡ cho hộ nghèo. Đó là xã Tông Cọ chúng tôi lạt nông thôn mới là còn có 6% là hộ nghèo. Dạ vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới thì đã góp phần làm thay đổi cuộc sống người dân cũng như diện mạo nông thôn mới tại xã Tông Cọ. Xin được cảm ơn ý kiến của ông Quảng Văn Phòng. Gần 4 năm trước, chiến sĩ trẻ Dương Hải Anh có lẽ không bao giờ hình dung mình sẽ được chứng kiến những hình ảnh này. Đó là hành trình nhân văn đến với cái chữ, câu chuyện của những em bé nơi bản vùng cao. Thật xót xa khi các em nhỏ đến trường bữa đói, bữa no,
bữa cơm không đủ dinh dưỡng. Nhà xa trường, có những cung đường lên tới hơn 10 km, thường thì các em mang cơm từ nhà đi. Và cũng chỉ là cơm trắng, khi ăn tràn với nước lã mang theo, vì thực tế điều kiện nguồn nước sạch ở đây vô cùng thiếu thốn. Thiếu ăn, thiếu quần áo, sạch vở và nước sạch. Từng đó thôi cũng đủ để ngưỡng mộ nghị lực đến trường phi thường của các em nhỏ nơi đây. Trước đây thì chưa có cái dự án mà nuôi em thì cái việc vận động cho các cháu đến trường thì rất là khó khăn. Từ khi mà đã có cái dự án nuôi em như thế này, phụ huynh rất là phấn khởi, vui mừng. Bản thân chúng tôi giáo viên thì cũng huy động trẻ ra lớp được rất là đầy đủ, được 100% tỷ lệ trẻ ra lớp. Với mục tiêu đơn giản và thực tế, giúp các em học sinh được ăn no, ăn đủ dinh dưỡng khi đến trường, dự án nuôi em Mộc Châu của tôi và đồng đội nhận được sự ủng hộ của cấp trên, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện Mộc Châu. Những bữa ăn dẫn lối trẻ được tới trường, dự án nuôi em Mộc Châu chủ trì là Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện Mộc Châu, giúp cho trẻ em vùng cao sẽ được ăn những bữa cơm trưa đủ dinh dưỡng và tránh tình trạng phải bỏ học vì thiếu đói. Để xây dựng niềm tin cho dự án, chúng tôi áp dụng những bước minh bạch trên các phương tiện truyền thông như Zalo, Facebook. Đồng thời cố gắng áp dụng 9 cách minh bạch của nuôi em Mộc Châu. Mỗi cuối mỗi tháng thì các bạn đều gửi cái mục chi, những khoản chi cho các anh chị nuôi. Vì vậy là tôi cũng đã tin tưởng và trích một phần thu nhập để hỗ trợ nuôi một em. Và tôi cũng muốn là lan tỏa cái giá trị này đến với mọi người để nhiều em nhỏ được nhận nuôi hơn. Để nhiều các em nhỏ được đến trường, được có cơm, có thịt, được phát triển toàn diện hơn. Một lối đi thiện nguyện từ không đồng, từ ước mơ, niềm tin của một chàng trai trẻ. Người chiến sĩ ấy đã lan tỏa được giá trị nhân văn của truyền thống vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân. Được cộng đồng chung tay để những giấc mơ xây trường, nuôi em nhỏ không còn là viển vông. Và chặng đường phía trước, khi còn các em nhỏ chưa ấm bụng, bước chân sẻ chia yêu thương sẽ chưa dừng lại. Dấu chân của dự án nuôi em Mộc Châu sẽ luôn là dấu chân kiến tạo hạnh phúc, sự đủ đầy cho các em. Những mầm xanh cho cây đời mai sau tốt tươi, vươn cao bền vững. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục cuộc trao đổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một thủ lĩnh đoàn, một chiến sĩ công an nhân dân, Trung úy Dương Hải Anh. Được biết là một mình cá nhân đồng chí thì đang là chủ nhiệm của 2 dự án. Vậy thì làm thế nào, bằng cách nào Dương Hải Anh có thể duy trì được hiệu quả của 2 dự án này? Dạ, đối với cả bản thân cá nhân của tôi thì cũng không thể nào mà làm được tất cả mọi việc, mọi khâu. Thì chúng tôi đã ứng dụng cái việc là chủ trương liên kết các lực lượng, rồi hỗ trợ từ phía bên ngoài lực lượng nữa. Đó là các bạn sinh viên sinh sống và học tập tại địa bàn tỉnh Sơn La, rồi những sinh viên quê ở Sơn La nhưng học tập tại Hà Nội. Các bạn rất là giỏi và các bạn tình nguyện hỗ trợ chúng tôi để đẩy mạnh cái phát triển công tác giáo dục vùng cao. 2 dự án mà Dương Hải Anh đang làm chủ nhiệm, đó là dự án Nuôi Em Mộc Châu và Hạnh Phúc Cho Em. Phải chăng là đối tượng đang được ưu ái và ưu tiên đầu tiên ở đây đó là trẻ em? Vậy thì Dương Hải Anh suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của những người trẻ đối với việc chăm lo bảo vệ các cái thế hệ mầm non tương lai của đất nước? Thì chắc là khi bản thân cá nhân tôi cũng xuất phát trước kia là một cán bộ từ cơ sở, chứng kiến bà con ở cơ sở và các em nhỏ ở cơ sở ấy,
Lúc đấy rất còn rất là khó khăn. Trước kia tôi công tác tại địa bàn huyện Mộc Châu, là một huyện biên giới, và cái tuyến đường chính mà tôi được phụ trách đó là cái tuyến đường quốc lộ 43 đi cửa khẩu Lóng Sập. Thì tại cái cửa khẩu Lóng Sập thì bà con rất là khó khăn. Chúng tôi với cái trách nhiệm lúc đó, lúc bấy giờ tôi là bí thư đoàn thanh niên công an huyện Mộc Châu thì cũng rất là trăn trở. Đầu tiên là trăn trở về bữa cơm các em. Tiếp sau là về những cái chuyên cần của các em khi mà các em học tập như này có đảm bảo hay không. Và chúng tôi đi vào làm những cái từ việc nhỏ. Đó là làm nào để các em có một bữa cơm có thịt. Thế rồi sau đó khi mà làm nhiều hơn nữa, xuống với dân nhiều hơn nữa, thấu hiểu được những khó khăn của bà con nhiều hơn nữa thì chúng tôi lại càng mong muốn đem những cái sức trẻ của mình để có thể góp phần thay đổi những cái điều tích cực đến với bà con. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của Dương Hải Anh. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là dù ở lĩnh vực công tác nào thì các tập thể cá nhân đều có những cách làm rất linh hoạt và sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là mong muốn các vị khách mời có thể chia sẻ những cái điều tâm đắc của cá nhân mình trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước tiên xin được mời ý kiến của bà Nguyễn Thị Bình. Điều mà tôi tâm đắc nhất trong suốt quá trình công tác ở huyện Sông Mã và trong cái thời gian mà tôi tham gia Ban Thường vụ ủy thì tôi thấy rằng Ban Thường vụ ủy Sông Mã luôn luôn đoàn kết, thống nhất cao và rất trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu của huyện, của đảng bộ đã quyết tâm rất cao trong trước tất cả những vấn đề khó khăn. Với những cái nội dung mà công việc mà nó đang còn khó khăn, phức tạp và còn có nhiều cái ý kiến xoay quanh ấy thì đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đứng đầu thường yêu cầu tất cả các đồng chí ủy viên ban thường vụ phải cùng vào cuộc, đi tận nơi, đến tận cơ sở, xem xét và đề xuất giải quyết những cái công việc đó một cách rất là cụ thể. Và trong thời gian vừa rồi cũng đã giải quyết được rất nhiều cái công việc mà có những công việc mà có một khoảng thời gian rất dài thì đến vừa rồi đã giải quyết xong hết. Dạ vâng, đó là một tín hiệu rất là mừng. Thưa ông Quảng Văn Phòng, cá nhân ông thì ông tâm đắc nhất điều gì? Quy trách nhiệm, đó là người đứng đầu là trách nhiệm đầu tiên, sau đó thì các cấp phó của người đứng đầu, đó là cái tâm đắc nhất, đặc biệt đó là các cơ sở, ví dụ như bản nào hoặc là đơn vị nào mà có vướng mắc thì chúng ta phải giải quyết, tức là từ cơ sở trở lên. Còn đối với cá nhân bà Lò Thị Cương, bà tâm đắc nhất điều gì trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh? Tâm đắc nhất của tôi thì tất cả các hộ dân đã đều và chung tay vào cái sự xây dựng nông thôn mới này, có nghĩa là phải tuyên truyền sâu sắc hơn đến từng mọi người dân, bởi vì là cái này cũng sẽ là một cái việc làm thường xuyên của các hộ gia đình, và bản thân của tôi là cũng là được làm như thế, đến từ triển khai như thế đến tận các hộ gia đình, là tâm huyết của tôi cũng là mong muốn là được như thế, bởi vì là vừa là bản làng trong sạch, là cái khuôn viên là cũng sạch sẽ, mà tất cả là cái ý thức của người dân này nó cũng một ngày nâng cao lên. Còn Dương Hải Anh? Đảng ủy ban đốc công an tỉnh thì cũng đã luôn luôn chỉ đạo với lực lượng thanh niên chúng tôi cần làm tốt công tác dân vận, bởi vì nếu mà chúng ta không làm tốt công tác đó thì cái việc bảo đảm an ninh trật tự của chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và thanh niên chúng tôi cũng dành tặng một bài thơ cho chương trình về công tác dân vận. Dân vận là phải gần dân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Xa dân sẽ chẳng được đâu, việc to việc nhỏ bắt đầu hỏng ngay. Thì chúng tôi quán triệt cái tinh thần này nên đã cố gắng xây dựng rất nhiều cái mô hình dân vận khéo để hỗ trợ cho cái công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là từ cơ sở. Với những cách làm linh hoạt sáng tạo của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân thì chúng ta tin tưởng rằng việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được triển khai một cách sâu rộng và mạnh mẽ, tác động sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, và qua đó sẽ góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển. Kính thưa quý vị và các bạn,
Cách điển hình, tấm gương tiêu biểu ở các ngành nghề, lứa tuổi khác nhau trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay đã chia sẻ câu chuyện về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và cuộc sống. Những câu chuyện mà quý vị và các bạn vừa được nghe, được xem là những minh chứng tuyệt vời nhất về tinh thần học và làm theo Bác. Chương trình tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến đây cũng xin được khép lại. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời. Xin được kính chúc các vị khách mời thật nhiều sức khỏe và có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt.